số Samsung X12 máy này hàng mới nhé, bị lỗi rè tiếng, tiếng ra các cái ngõ ra rè nghẹt này, đã sửa ok nhé. 42 45 67 42 45 67 77 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
phẩm không phải yêu cầu mình nó phải bị bụi bẩn bạn nó khó 4 2 4 5 6 7 do cái máy này thì mình chấp nhận là đã có với thợ sửa rồi, anh em thay cả tủ nghe tiếng đi thay tủ bó chip này cũng đã sửa thay ram rồi nạp chương trình bo mặt này cũng đã nạp chương trình linh tinh rồi nhưng mà không được bo cái bên dưới này khu vực dưới gầm vị quỷ chip này cũng đã sửa thay linh kiện rồi cái bệnh dè nghe tiếng trên cái dòng Samsung X12 này là chung về dòng X12 thì nó có khá là nhiều nguyên nhân và cực kỳ khó xử lý nếu như anh em không chuyên thì nó sẽ cày rất là linh tinh không đúng cái hướng chỉ là có thể gây hỏng lát máy à, mọi người cần tư vấn hỗ trợ sửa cứ liên hệ mình theo số máy ở trên tiêu đề của video nhé gặp kỹ thuật viên dòng này thì mình sửa hàng mới hàng bãi sửa công ty bảo hành cho anh em công ty anh em thương lái buôn rất là nhiều rồi cần hỗ trợ cứ liên hệ để sau anh em thợ cần mua linh kiện sửa dòng máy cứ liên hệ mình sẽ cung cấp nhé để sau 1 2 4 5 6 đi